Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính chào quý sư, quý cô tu nữ và quý học viên. Con đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả các âm thanh trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Xin mời chị. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính chào quý cô tu nữ, kính chào cô chú học viên trong room. Con xin thay mặt cả lớp tụng kinh Tam Bảo. Sage kame charu be giri sikhara ta te chan tali khe vi ma ne di be ra te cha ga me taru anaga ha ne ge ha wa thum hi khe te phong ma cha jan tu de wa cha na tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me so nan tu tha Savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranam gacchami dhammang saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyam vimuttang saranam gacchami dutiyam dhammang saranam gacchami dutiyam sanghang saranam gacchami tatiyam vimuttang saranam gacchami tatiyam dhammang saranam gacchami tatiyam sanghang saranam gacchami iti diso phagavā arahaṃ sammā sambuddho vicācarana sambandho sugato lokavido anuttaro purisa dhammasāraphi sattāni vamanussānaṃ buddho phagavātinati me saranaṃ anyaṃ buddho me saranaṃ kvaraṃ etena sācca vācena hotu me Chaya mangalang uta mangge na wande hang ba da pang song waruta mang buathe yo khali to do so buatho khamatu tang mang swakha to phagavata thammo sande thi ko akali ko ehi basi ko opanayi ko pacha tang vedi tappo vanyo hi saranam anyam thammo me saranam varang etena sacca vacena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham thamman chaduviham varang thamme yo khalito doso thammo khamatutam mamam sobati bando phagavato savaka sangho ujobati bando phagavato savaka sangho nyajabati bando phagavato savaka sangho sami jibati bando phagavato savaka sangho yanidam chattari burisa yogani atha burisa bhogalan esa bhagavato savaka sangho ahunaiyo bahunaiyo dakinaiyo anchalikaraniyo anuttaram bunyakhetam lokasatinati me saranam anyam sangho me saranam varang etena sacca vacena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham sanghan chaduvithatamang sanghe yo khalito doso sangho khamatutam mamam vandami chetiyam sapam sapathane supatithitam saririkaha mahabodhin bodharopan sakalam sadam sambodhe athave
san cha do da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa hang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han toa u sa pe u pa da we ane ka antara ya bi we na san toa se sa to sam bu the pan cha pan nya san cha cha tu we sa pi sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ahang te sam tham man cha sam han cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han toa sa pe u pa ta we ane ka antara ya pi we na san toa se sa to sam bu the na wo ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke we sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ahang te sam ham man cha sam han cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han toa sa pe u pa da we ane ka antara ya bi we na san toa se sa to sa pe bo ra ti ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe bo ra ti ma ya anu ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe da ki na ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe da ki na ya anu ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe ba chi ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe ba chi ma ya anu ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe o ta ra ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe o ta ra ya anu ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe o ba chi ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe he chi ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han to sa pe sa ta a we ra han to su khi ta han to ni do kha han to ap ya pa cha han to ani kha han to ni kha yu ka han to a ro ka han to sam ba ti hi sa me chan to su khi at ta nam parihāraṁ tu dukkha pātta ca ni dukkha phayā pātta ca ni phayā sokkha pātta ca ni sokkha han tu sabbe nibbānino akkhasatthā ca phammatthā devānāga mahiddhikā buññaṁ no anumodantu chiraṁ rakkhantu sāsanaṁ akkhasatthā ca phammatthā devānāga mahiddhikā buññaṁ no anumodantu chiraṁ rakkhantu no garo akkhasatthā ca phammatthā devānāga mahiddhikā buññaṁ no anumodantu chiraṁ rakkhantu ñātayo akkhasatthā ca phammatthā devānāga mahiddhikā buññaṁ no anumodantu chiraṁ rakkhantu pāṇino akkhasatthā ca phammatthā devānāga mahiddhikā buññaṁ no anumodantu chiraṁ rakkhantu no sādhā idaṁ vatano buññaṁ asavakkhaya vaham hotu anāgate kāle sādhu 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 sādhu. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Con kính dâng mới tín sư ạ. Giảng sư chưa mở mic cứ sư. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, chào các thầy học viên. Hôm nay thì chúng ta sẽ học bài thứ 9 phần còn lại.
thứ 9 là thử thách đại nghệ. Hôm trước là chúng ta đã học phần bản chia động từ DT tí thì quá khứ. Rồi trong bài này thì chúng ta còn có một phần văn phạm, đó là bất biến quá khứ thân từ dạng toa, toa nát tu nát. Hôm trước mình có đọc phần từ vựng kia vậy? Từ vựng hôm trước lớp có đọc chưa? Dạ tôi chưa. Dạ tôi chưa xong. Nay mình sẽ đọc từ vựng trước. Từ vựng trước thì làm sao phần bất biến quá khứ thân từ. Sẽ đọc qua rồi sau đó mời lớp đọc. Nó mới bị mất một từ phải không? Rồi đây là phần từ vựng. Oweni khatiya kula tê nó hí chê cá ô gần nó hí phá ra gù về đang gần thác dư thác tích phá sắc bồ tí âm mái chất tí mít gá hê cá đi quạt sàng tâm mà này là 8 sư ơi, từ vựng của bạn 8 8 từ vựng bài nãy mai mình học bài 9 đấy sư. Đi sao? Đi.
hai bài này sao có từ vựng gần giống nhau vậy ta? Bảo về ni. Bài 8 này hình như từ vựng này hơi khác khác lúc đầu á cô. Tí giá quan sát. Ra chắc của mà ra xếp phát. Ra chắc Parisa Maha Chánh Pasati Desesi Anu Sik Phát Đa Phân Á Chánh Đá Sát Ati Vati Tòa Vì Măng Sa Tích Há Vá Hi Hi Tòa Ra Chà Năng Cá Tô A Hồ Sĩ Ra Vìm Mời Lớp Tập Tập Bài Nên Dân Thay Tập Bài Phần từ vựng này. Ủa? Không quên chết á. Phần từ vựng đọc bài ở trong quyển 1 này là thường có hai ấy hả? Dạ đúng rồi. Cái kia xin để. Tao hôm nay xin là bị lộn xộn lung tung cái này thôi. Nhưng mà con thấy trong sách thì nó không có báo quê đi với lại khách đi giá quan sát. Nó bắt đầu từ ra trái của ma rá. Có thấy cái file này không? Cô chỉ thấy file sát hả thưa sư? Cái file sư đang xem hả? Cái file này đi. Sita Thá Raja Kumaro Thái tử Sita Thá Raja Kumara Hoàng tử Pasati Thấy DCC đã biểu diễn kiếp phát là tài nghệ Raja Parisa quần thần Maha Chánh là đại chúng Siddhartha Raja Kumaro Raja Kumara Pasati DCC kiếp phát Raja Parisa Maha Chánh rồi mày lớp giơ tay đọc mày. Khánh có cùng lớp không? Dạ thưa Khánh, mai bận họp chưa về sư. Cô Khánh mời lớp tập bài. Dạ. Mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là thái tử, Pasati là thấy, xem, Desesi là đã biểu diễn, Sipa là tài nghệ, Raja Parisa là quần thần, Parisa là quần thần, Mahachana là đại chúng. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, thưa con xin đọc ngữ vận ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là thái tử. Pasati là thấy. Desesi là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Raja Parisa là quần thần. Maha Chana là dân chúng, đại chúng. Con xin hết ạ. Xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử. Siddhartha Raja Kumara là thái tử. Pasati là thấy, Desesi đã biểu diễn, Sipa là tài nghệ, Raja Parisa là khách quần thần, Mahachana là đại chúng. Thưa sư xin hết.
Xin mời cô Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là thái tử. Passati là xem thấy. Desesi là biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Raja Parisa là quần thần. Maha Chana là đại chúng, dân chúng. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin lạc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là hoàng tử. Passati là xem. Desesi là đã biểu diễn. Chippa là tài nghệ. Raja Parisa là quần thần. Maha Chana là đại chúng. Dạ, thưa sư con xin hết ạ. Dạ, có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ, thưa sư con xin đọc bài. Dạ, thưa sư con xin đọc bài là Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là thái tử. Bát xá tí là xem thấy. Đê xê xí là biểu diễn. Còn xíp bá là tài nghệ. Ra chá bá rí xa xa là quần thần. Má ha chá na là đại chúng ạ. Dạ, thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc. Thích Đức Thế là trẻ của Mơ Rô là thái tử Thích Đức Thế. Đệ trẻ của Mơ Rê là hoàng tử. Bách Sư Tý là thái xem. Đệ Sư Tý là để biểu diễn. Bé là tài nghệ. Đệ trẻ bé rí xe là quần thần. Má he trẻ né là đại chúng. Dạ, thưa sư xin hết. Sư con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là thái tử. Passati là xem. Desesi đã biểu diễn. Sipa tài nghệ. Raja Parisa quần thần. Mahachana dân chúng đại chúng. Dạ, thưa sư xin hết. Có cần Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ, thưa sư hết rồi. Là gì chúng ta hoạt hành khe thêm có thanh ung sĩ là nghệ nghệ thuật bắn cung bắt tí quát tí toa sau khi vượt qua vi văn pha cuộc thi và thực hiện khách đắc văn nát thực hiện điều phục quá ý qua sau khi được kết hôn tranh đắc phá là người giữ ra cha năng các tòa ăn hồ xí là được cử lên làm vua anh út sĩ phá các vị quát vị tòa vi văn pha đắc văn nát quá khí di tòa chanh đắc phát ra cha nàng khắc tổ á hồ sĩ thanh lũ sĩ phát ta tí quá khí tòa vì mang ta đáp văn nát quá khí di tòa chanh đắc phát ra cha nàng khắc tổ á hồ sĩ ra mà đã bay cho ta lên để đọc phần mà tiếp theo. À.
căn mời đi. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Thánusipa là nghệ thuật bắn cung. Atit Wat Titoa là sau khi vượt qua. Quý Samsa là sự thử thách, cuộc thi. Damana là sự điều phục. Awa Hiyitoa là sau khi được kết hôn. Chandasa là ngựa dữ. Rajanang Kato Ahosi là đã được cử lên làm vua. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, xin đọc ạ. Thanusipa là tài nghệ bắn cung. Ativaktitoa là sự thử thách, cuộc thi. Vimansa, ủa không xin lỗi. Atita, Ativaktitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là sự thử thách, cuộc thi. Damana là sự điều phục. Awahiyitoa là sau khi vượt qua. Chandasa là con ngựa dữ. Rajanang Kato Ahosi đã được cử lên làm vua. Thưa sư xin hết. Xin mời cô Tư Nội Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Thanusipa là nghệ thuật bắn cung. Ativaktitoa sau khi vượt qua. Vimansa là sự thử thách, cuộc thi. Damana sự điều phục. Ativaktitoa sau khi được kết hôn. Chandasa ngựa dữ. Rajanang Kato Ahosi đã được cử lên làm vua. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Thanusipa là nghệ thuật bắn cung. Ativaktitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là cuộc thi, sự thử thách. Damana là sự điều phục. Ativaktitoa là sau khi được kết hôn. Chandasa là ngựa dữ. Rajanang Kato Ahosi là đã được cử lên làm vua. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Thanusipa là nghệ thuật bắn cung. Ativaktitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là sự thử thách, cuộc thi. Damana là sự điều phục. Ativaktitoa là sau khi được kết hôn. Chandasa là ngựa dữ. Rajanang Kato Ahosi là đã được cử lên làm vua. Đã thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư con. Dạ thưa sư con xin đọc chữ tâm mic này. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Thanusipa Ativaktitoa. Con xin đọc lại. Thanusipa là nghệ thuật bắn cung. Ativaktitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là sự thử thách. Damana là sự điều phục. Ativaktitoa là sau khi được kết hôn. Chandasa là ngựa dữ. Còn Rajanang Kato Ahosi là đã được cử lên làm vua. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc.
Thanusipa, nghệ thuật bắn cung. Atiwatita, sau khi vượt qua. Vimansa, sự thử thách cuộc thi. Kamana, sự điều phục. Awahihitoa, sau khi được kết hôn. Chandasa, ngựa dữ. Rajananka, cá tô á hô xí, đã được cử lên làm vua. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc. Thế nú xí bé là nghệ thuật bắn cung. Á tí quách tí toa là sau khi vượt qua. Quy măng xe, sự thử thách cuộc thi. Đem bánh xe, đem bánh né là sự điều phục. E quế hí dí toa sau khi được kết hôn. Canh đất xé là người giữ. Chanh đất xé là người giữ. Trên năng cái tô é hô xí để được cử lên làm vua. Dạ thưa sư xin hết. Dạ còn phân tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học phần phần phạm ha. Phần bất biết quá khứ phân tử. Trước tiên là chúng ta nói về cách hình thành. Cách hình thành bất biến quá khứ phân tử trong tiếng Mali được hình thành từ các ngữ căn của động từ hay thành phần cơ bản của động từ ghép với năm dạng kỳ ngữ ký tắc là qua, và nát, cùng nát, giá, giá. Trong bài này chúng ta chỉ học về cách thức hình thành bất biến quá khứ phân từ dựa trên các động từ cơ bản ghép với năm tiếp vị ngữ qua, và nát, cùng nát. Rồi trường hợp thứ nhất. Nếu các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm tận cùng là a, a, o thì chúng sẽ được xen vào một chữ ý và sau đó ghép với tiếp vị ngữ toa, toa nát, cùng nát. Và thí dụ như là phải chát cộng với ý cộng với toa thì nó là phải chi toa, chữ thì cái này bỏ nó đi, đem vào đó là chữ ý. Phun chá cộng với ý cộng với toa thành là phun chí toa, là sau khi ăn. Cha na cộng với ý cộng với toa, cha ni toa sau khi bí. Cá rô cộng với ý cộng với toa, cá ri toa sau khi làm. Thì chúng ta thấy là đây là thành phần cơ bản của động từ là a, a o thì nó được xem vào chữ ý, sau đó còn với chữ toa. Nếu thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm cuối là e thì các tiếp vị ngữ toa, toa nát, cung nát được ghép trực tiếp vào. Nếu mà thành phần cơ bản là e thì ghép trực tiếp. Ví dụ ở đây mình là dc thì nó là cộng với toa, dc toa sau khi thuyết, dc cộng với tu nát, dc tu nát sau khi viết, mare cộng với toa, mare toa sau khi viết, puje cộng với toa, puje toa sau khi cúng dường. Đó có hai trường hợp,
một là đối với thành phần cơ bản của động từ là á, a o thì cộng ý cộng toa. Thứ hai là dạng bằng e thì mình ghép trực tiếp với toa. Rồi cách sử dụng, bất biến quá khứ phân từ trong tiếng Mali được sử dụng khi cần diễn tả một câu nói có chứa nhiều hành động và những hành động đó diễn ra theo thứ tự, theo thứ lớp. Nhưng mà để ý cái bất biến quá khứ phân từ ở đây á, nó không phải là chỉ cho thì quá khứ mà nó chỉ đóng vai trò là sao? Diễn tả một diễn tả một câu nói mà có chứa nhiều hành động, tức là thí dụ như là vừa ăn uống đi ngủ nghỉ gì đó, kêu một câu có nhiều hành động như vậy thì bất biến quá khứ phân từ nó sẽ được sử dụng theo thứ lớp, theo tuần từ, cái nào trước thì việc trước, cái nào sau biết nó sau, rồi sau đó mới tái động thành. Ví dụ ở đây người ta cho mình là a hằng vi ha răng cái chi toa tăng khát sát phúc hằng phù chi toa ghi hằng bát tí ni bát tí bát tí ni bát tình. Sau khi đi đến tỉnh xá cũng dược hoa đến chi tăng, tôi đã trở về nhà. Thì chúng ta thấy là các hành động xảy ra thứ tự ở đây là đi đến rồi cúng dường rồi sau đó mới quay trở về nhà. Thì giờ chúng ta thấy là cái câu này nếu mình đọc không kỹ mình sẽ thấy giống câu này nó có đến ba động từ, tại nó có ba hành động, nhưng mà ở đây mình có hai hành trong ba hành động. Như vậy thì cái hành động chính là mình sử dụng nó ở dạng động từ, còn các hành động xảy ra trước đó theo thứ tự thì mình sử dụng bất biến quá khứ phân từ. Rồi ví dụ hai, ra chắc của mà rồ đều quả đất tăng ni qua rê toa a hăng tăng a linh ghi toa pa sa đăng tăng a hạ tích. Sau khi càng ngang đề bà đạt đa, thái tử đã ôm con thiên nga và mang nó về hoàng cung. Thì ở đây mình thấy là hành động ngang, ngăn cản, rồi sau đó là ôm con thiên nga, rồi mới mang nó về hoàng cung. Thì ở đây cũng ba hành động, hành động là ngăn cản trước, rồi sau đó là ôm lấy, rồi sau đó mới mang nó về. Thì cái mang nó về là hành động, cái động từ chính là trong câu. Vậy thì đôi khi cái bất biến quá khứ phân từ này nếu người ta dịch sau khi xong á thì mình dễ nhìn ra, đôi khi nó lại được dịch như là thì quá khứ. Như ví dụ như là trong câu đó là thì quá khứ, thì bất biến quá khứ phân từ nó có thể được dịch giống là thì quá khứ. Ví dụ như là ở câu này người ta có thể dịch nó là câu số 2 này nè, ta có thể dịch nó là sau khi ngăn cản Đề Bà Đạt Đa, thái tử đã ôm con thiên nga và mang nó về hoàng cung. Nên thấy là người ta dịch là Alingitoa là đã mang về, đã ôm, thì dịch như vậy thì nó dịch theo thì quá khứ chứ nó không phải là động từ trong câu này. Nên chúng ta để ý vậy. Chúng ta cứ xác định cái nào là động từ chính, cái nào là những hành động được xảy ra theo thứ tự để chúng ta sử dụng quá khứ phân từ. Và đây là một số bất biến quá khứ phân từ. Đây là một số bất biến quá khứ phân từ ha. Phúc danh hi toa ca ri toa kha di toa cha ni toa đê tê tô ná phải chá hi toa, phải chi toa, phát thi toa, bà phô ni toa, phí vi toa, bồ chê toa, phùn chi toa, phùn chi toa ná, ma rê toa, văn bí toa. Thì mời lớp đọc các bất biến quá khứ phân từ này tí đi. Xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số bất biến quá khứ phân từ.
Ukganhitoa sau khi học, Karitoa sau khi làm, Khaditoa sau khi ăn, Chanitoa sau khi biết, Desetuna sau khi thuyết, Bachahitoa sau khi từ bỏ, Bachitoa sau khi nấu, Bathitoa sau khi đọc, Papunitoa sau khi đắc, Bibitoa sau khi uống, Buchetoa sau khi cúng, Punchitoa sau khi ăn, Punchi Wana sau khi ăn, Maretoa sau khi giết, Wanditoa sau khi lễ. Thưa sư xin hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc một số bất biến quá khứ vân từ. Úc gần hít toa sau khi học, cá rít toa sau khi làm, kha đi toa sau khi ăn. Chi ní toa sau khi biết, cha ní toa sau khi biết, đê xê tu ná sau khi thuyết, bát chá hít toa sau khi từ bỏ, bát chí toa sau khi nấu, bá thí toa sau khi đọc, ba pú ní toa sau khi đắc, bá quyết toa sau khi uống, bù chê toa sau khi cúng, buồn chí toa sau khi ăn, buồn chí toa ná sau khi ăn, ma rê toa sau khi giết, quanh đí toa sau khi lễ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Úc gan hít toa sau khi học, cá rít toa sau khi làm, khá đít toa sau khi ăn, chá nít toa sau khi biết, đê sê tu ná sau khi thuyết, bà chá hít toa sau khi từ bỏ, bà chít toa sau khi nấu, bà thít toa sau khi đọc, bà bú nít toa sau khi đắc, bí quyết toa sau khi uống, bú chê toa sau khi cúng, phun chít toa sau khi ăn, phun chít toa ná sau khi ăn, mà rê toa sau khi giết, quan đít toa sau khi lễ. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc. Dạ, thưa sư, cho con hỏi sao cái sau khi làm ở trong sách của con thì có Arito à? Mà ở trên cái bảng của thầy. Thầy đi, sửa lại đi cho đó nó sai. Dạ, thêm chữ kê vô ha. Ừ. Dạ. Dạ. Dạ, thưa sư, xin đọc. Một số bất biến quá khứ phân từ. Úc gan hi toa sau khi học, kê ri toa sau khi làm, kê đi toa sau khi ăn, chê ni toa sau khi biết, đê sê tu né sau khi thuyết, bê trê hi toa sau khi từ bỏ, bê chi toa sau khi nấu, bê thi toa sau khi đọc, bê bú ni toa sau khi đắc, bí quyết toa sau khi uống, bù trê toa sau khi cúng, phun trí toa sau khi ăn, phun trí toa né sau khi ăn, mà rê toa sau khi giết. Quan đi sau khi hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Úc căn hí toa sau khi học, cá rí toa sau khi làm, kha đi toa sau khi ăn, chán đi toa sau khi biết, đê xê tu ná sau khi thuyết, tá chá hí toa sau khi từ bỏ, tá chí toa sau khi nấu, tá khí toa sau khi đọc, tá phú ní toa sau khi đắc, tí viết toa sau khi uống, vô chê toa sau khi cúng, phung chí toa sau khi ăn, phung chí toa ná sau khi ăn, ma rê toa sau khi viết,
quan đi qua sau khi lễ. Thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc một số bất biến quá khứ phân từ ạ. Úc gan hí toa sau khi học, ca rí toa sau khi làm, kha đí toa sau khi ăn, cha ní toa sau khi biết, đê xê tu ná sau khi thuyết, bá chá hí toa sau khi từ bỏ, bá chí toa sau khi nấu, bá thí toa sau khi đọc, bá pú ní toa sau khi đắc, bí quý toa sau khi uống, pu chê toa sau khi cúng, pun chí toa sau khi ăn, pun chí toa ná sau khi ăn, ma rê toa sau khi giết, quan đí toa sau khi lễ. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ sư, con xin đọc ạ. Út gan hí toa sau khi học, cá rí toa sau khi làm, kha rí toa sau khi ăn, chá rí toa sau khi biết, đề xê tú ná sau khi thiết, bá chá hí toa sau khi từ bỏ, bá chí toa sau khi nấu, ba thí toa sau khi đọc, ba bú ní toa sau khi đắp, bí rí toa sau khi uống, bù trí toa sau khi cúng, buôn trí toa sau khi ăn, buôn trí toa ná sau khi ăn, trời ơi xin nó mất cái bàn tay nó che cái chữ làm sao cho thấy được trơn. Che cái chữ nó đâu có che gì đâu sư ơi cô. Cái của cô sao nó bị che hai cái dòng cuối á. Hai cái dưới là mê toa là sau khi viết, cái ở quanh đi toa là sau khi lễ. Marie toa sau khi viết, quanh đi toa sau khi lễ. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư con xin đọc. Úc gần hí toa là sau khi học. Con xin đọc một số bất biến quá khứ phân từ. Úc gần hí toa là sau khi học. Cá rí toa là sau khi làm. Kha đí toa là sau khi ăn. Cha ní toa là sau khi biết. Đê xê tu ná là sau khi thuyết, bá chá hí toa là sau khi từ bỏ, bá chí toa là sau khi nấu, bá thí toa là sau khi đọc, bá bùn bá bùn bá bú ní toa là sau khi đắc, bá quý toa là sau khi uống, bu chê toa là sau khi cúng, phun chí toa là sau khi ăn, phun chí toa quan ná là sau khi ăn, ma rê toa là sau khi giết, quan lý toa là sau khi lễ. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Sư con xin đọc một số bất biến quá khứ phân từ. Úc gan hí toa sau khi học, cá rí toa sau khi làm, kha đí toa sau khi ăn, cha ní toa sau khi biết, đê xê tu ná sau khi thuyết, bá chá hí toa sau khi từ bỏ, bá chí toa sau khi nấu, bá thí toa sau khi đọc, bá bú ní toa sau khi đắc, bá bí ní toa sau khi uống, bù chê toa sau khi cúng, phùng chí toa sau khi ăn, phùng chí toa ăn, ma rê toa sau khi giết, quan đi toa sau khi lễ. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ?
Dạ thưa sư, sư hết rồi ạ. Đã xong phần trả lời câu hỏi. Mình có 5 câu hỏi. Câu số 1 đó là cho biết cách hình thành bất biến quá khứ phân từ với động từ cơ bản theo bài học này. Ai thử trả lời câu hỏi này coi, bất biến quá khứ phân từ hình thành sao theo bài học này? Dạ con xin trả lời sư. Bạch sư, bất biến quá khứ phân từ thứ nhất là cách hình thành. Bất biến quá khứ phân từ trong tiếng Pali được hình thành từ các ngữ căn của động từ hay thành phần cơ bản của các động từ ghép với ba dạng vĩ ngữ là toa, toa ná, tu ná, giá và tí giá. Nhưng mà trong bài này chúng ta chỉ học về cách thức hình thành bất biến quá khứ phân từ dựa trên động từ cơ bản ghép với các viết vị ngữ toa, to ná và tu ná. Nếu các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm tận cùng bằng á, a, o thì chúng sẽ được xen vào một chữ y và sau đó ghép thêm tiếp vị ngữ toa. Thì chúng sẽ được xen vào một chữ ý và sau đó ghép thêm tiếp vị ngữ toa, toa ná và hoặc là tu ná vào câu ạ. Thí dụ ba ví mình thêm là ba ví toa sau khi uống. Mà buôn chá thì mình là buôn chí toa ná sau khi ăn. Dạ con, dạ con nói nhiều đó lịch sư, lịch sư. Ở đây mình phần đầu đó mình bỏ ngay, tại người ta chỉ hỏi trong bài này thôi thì trả lời trong bài này là quá khứ phân từ được hình thành với động từ cơ bản bằng cách ghép với ba tiếp vị ngữ đó là toa, toa ná, ná. Rồi mình nói thêm cách động từ cơ bản tận cùng bằng a o thì xem ý rồi sau đó thêm toa, toa ná hoặc là tu ná, nhưng mà tận cùng bằng e thì nó được ghép trực tiếp với ba, với toa, toa ná và tu ná. Là câu số 1. Câu số 2, bất biến quá khứ phân từ trong tiếng Pali được sử dụng như thế nào và ví dụ cụ thể? Ai làm được câu số 2? Ai trả lời câu số 2? Anh đã làm câu thứ hai không? Dạ, con xin trả lời đi bác sư. Trả lời mời cô Nguyễn Thảo. Dạ. Cái bất biến quá khứ phân từ trong tiếng Pali thì được sử dụng khi cần diễn tả một câu nói có chứa nhiều hành động, mà những hành động đó thì diễn ra theo thứ lớp. Dạ. Con xin thí dụ giống trong bài á thưa sư. Trong bài thì sư rạng cũng rất là rõ rồi. Ví dụ là sau khi đến tịnh xá rồi cúng dường hoa đến chư tăng thì tôi đã trở về nhà. Dạ, nói tiếng Việt đấy, nói Bali không kịp. Dạ. Tiếng Việt. Vâng. Hoặc là sau khi tôi sau khi đến chùa nghe pháp
và lễ Phật thì tôi đã rất hoan hỷ và có tác ý là sẽ đến một là sẽ lại đến lần nữa, ví dụ như vậy. Cái đó thì chừng biết câu không được, nhưng mà có nhiều dạ. nhiều hành động xảy ra. Vâng, dạ. Mình nói thì khoan nói thì cũng biết câu nhưng biết không được. Rồi nhưng mà cũng tạm đi thôi. Rồi câu số 3. Dạ. Kết dưới các pháp kiến bất cứ phần từ đã được sử dụng trong đồng quan, phần này thì mình sẽ đọc đồng quan ha. Biến đổi các động từ phát bất tí, đề xê tí, a quá ha tí thành bất biến quá khứ phân từ và tập đặt câu với chú. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm cái này ha. Làm có gì? Giờ mình có 3 động từ cơ bản. Giờ mình sẽ đổi các động từ cơ bản này thành bất biến quá khứ phân từ, rồi sau đó mình đặt câu với nó. Thì mình có thể thêm các bất biến quá khứ động từ khác nữa, các động từ khác. Còn này là mình lấy một trong các động từ này. Mình được phép đặt với các động từ khác thêm vào. Hay làm được câu nào làm thử nha, làm được động từ nào làm thử. Ta có thể làm chat lại trong chat thầy báo lại thì cũng được. Dạ con bó trong nít chán đó sư. Dạ. Thấy hả?
Kitty pháp tại nhà của người Việt Nam. Vì thì khe là tập kitty pháp mọi việc. Tại vì là của người Việt Nam. Vì thì khe đã dùng cơm và trở về chùa và đi đến chùa. Đi về chùa đấy ha, chữ này đi về chùa. Rồi đó là một chữ, nó đang ta phải chữ DC tí thành DC tu nát. Rồi ở đây mình có phun trắng thì người ta thành phun chi toa, phun chất tí thôi, thành phun chi toa. Rồi ai làm được làm tiếp đi, mình còn hai động từ nữa rồi chúng ta chuyển sang qua phần cộng đồng văn. Thưa sư, con đặt câu với từ bác sĩ toa, con chát lên rồi sư. Con làm rồi, con báo sư con tận. Cô chát từ bác sĩ toa rồi Trân. Từ cái cái chat này nó đâu có báo, phải đẩy coi mới biết, đâu có báo cho anh biết. Sư phụ đó nô chiếc bác đi mang thằng ông ý sĩ tòa tí bác sĩ tù á tí bí giác và xây đi thực thụ đơn lô thụ đơn lá ra cha đi ha, hoặc là thực thụ đơn lá thụ đơn lô nam mát u pa lô đi cho nó đầy đủ, cái nào biết đầy đủ biết đầy đủ. Vua Tịnh Phạn sau khi nhìn thấy tài nghệ, ủa có chữ ra chá cú, ra chá cú tát xá nữa, tài nghệ của thái tử thêm nhìn chữ ra sao, chữ phu ba lô là ra chá cú tát xá cú ma, ra chá cú ma ma rát xá. Cúng ma rát xá có chữ của thái tử ra chá cúng bằng. Sau khi nhìn thấy tài nghệ của thái tử đức vua Tịnh Phạn, các quan sĩ cũng được nhất các người đã có tài bất kỳ gì vậy. Cô có làm câu mới.
Dạ bà sư, con mới chuyển lên khung chat cho sư sửa giùm con ạ. Dạ con cảm ơn sư. Con có làm câu a quá hi a quá hi a quá ha tí. Rồi ha, tạm mới như đây. Tạm như thế phần cặp câu. Bây giờ chúng ta sang lại phần đọc lòng quan để chúng ta lại gạch chữ các bất biến quá từ từ. Giờ đây phần đọc quan. Tề khắc thi gia quan sắc sắc phong vi tiết gia ra chắc cung là ra năng. Quá hi tu ích thành tà năng đắc khả năng. Ra cha phi tu nô cha ra cha na ca re ra cha pa ri sa ya cha ha cha na pa cha at ta no si pa ni de si yu ti ta tha ra cha u ma ro ta thi wa to ya ni khanu si pa pa ya cha ta ha ti a sa tam man tam na di ni sắp pa ni thế bà ni thảo vật tí ta ni đề xê xí rò vi măng xa giá sắp bà ni ích hà ni áo vật tí vật tí tòa áo vật tí dị tòa ra chà nàng khá tò á hồ xí thế bà vi măng xa tê khắc tí giá quăng sắc sắc phâu về ni già ra chẳng không mà ra năng à quá hi tu ích ta năng đắc ta năng ra chẳng khi tu nô chắc ra chẳng năng gà rì ra chẳng phá rì ta giá chắc mà hà chẳng năng phá chắc mắt tân nô xếp phá ni đề xì dung thì ta ta ra chẳng không mà rô tắc thề quá so già ni thân lúc xếp bình chất thành đã khắc thì asa đắc mana đi ni tiếp sắp pa ni tiếp pa ni phật vị ta ni đề sĩ
sovi mang sa ya sappa ni ikani ati vati tua awa yi tua raja nang kato ahosi. Rồi mời lớp giữa tay lên đọc, đọc bài đi. Em đọc đoạn này ngắn em đọc lại. Dạ xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sipa Vimansa Te Khắc Tí Giá Văn Má Xá Bá Vê Ní Gia Ra Chá Cú Ma Ra Năng A Vá Hí Tùng Ít Chăng Ta Năng Đắc Tha Năng Ra Chá Bí Tu Nô Chá Ra Chá Na Gà Rê Ra Chá Bá Rí Sa Giá Chá Má Hà Chá Na Xá Chá Ác Ta Nô Ác Ta Nô Sip Pa Ní Đê Sê Dung Sít Tha Tha Ra Chá Cú Mà Rô Ta Thê Quá Sô Gia Ní Tha Nú Sip Pa Chá Chàn Đá Hát Thi Ác Xá Đà Năng Ác Xá Đá Má Nà Đi Hì Ní Sắp Bà Ní Sip Bà Ní Phá Quá Tí Ta Ní Đê Sê Xí Sô Vì Mang Sa Giá Sắp Bà Ní Kích Chà Ní Á Tí Quá Tí Tòa A quá hí di tòa, ra cha năng, ca tô, á hô xí, thư sư xin hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Xíp bá quy băng xa, tê khắc thí giá quăng xá xá, bá quê ní già, ra chá cú ma ra năng. A quá hí tùng, ít chàn ta năng. Đát Tha Năng, Ra Chá Bí Tú Nô Chá, Ra Chá Na Gá Rê, Ra Chá Pá Rí Sa Giá Chá, Má Hà Chá Na Xá Chá, Á Tá Nô Á Tá Nô, Xíp Bà Ní, Đê Sa Dung, Xíp Thá Thá Ra Chá Cú Ma Rô, Tá Thê Quá, Sô Na Sô Gia Ní, Thá Nú Xíp Bành Chá, Chàn Đá Hát Thì, Á Xá, Đá Má Na Đi Ní Sáp Pa Ní Xíp Pa Ní Phá Quá Tí Ta Ní Đê Sê Xí Sô Quý Măng Sa Giá Sáp Pa Ní Ký Chà Ní Á Tí To Á Tí Quá Tí Tòa A Quá Hí Dí Tòa Ra Chá Năng Cá Tô Á Hồ Xí. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Sipa Quy Mâm Sa Khát Tí Giá Hoàng Sát Xá Bà Quê Ní Gia Ra Chá Cú Ma Ra Năng A Quá Hí Tùng Ít Chàn Tà Năng Đát Tha Năng Ra Chá Bít Tù Nô Chá Ra Chá Ra Chá Na Na Gá Rê Ra Chá Pa Rí Sa Giá Chá Ma Ha Chá Na Xá Chá A Tát Nô A Tát Nô Xí Pa Ní Đê Xí Dung Xí Thá Thá Ra Chá Cú Ma Rô Tá Tê Quá Sô Gia Ní Thá Nú Xí Pan Chá San Đá Thá Thì Thá Thì Á Xá Đà Măng Na Ni Ní Sá Pa Ní Xíp Pa Ní Phát Quá Tí Tà Ní Đề Sê Xí Sô Quý Mang Sa Gia Sáp Pa Ní Kích Chà Ní Á Tí Quá Tí Quà A Quà Hít Dịt A Quà Hí Dịt Tòa Ra Chà Năng Cá Tô Á Hồ Xí. Dạ bà sư cũng xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nôn. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Sipa Quý Măng Sa Tê Khăn Tí Giá Quang Sát Sá Pá Quê Ní Gia Ra Chá Cú Ma Rát Năng
Awahitum Ichan Tanang Dat Tanang Raja Pitungno Cha Raja Nagare Raja Pari Saya Cha Maha Ya Nasa Cha Atano Atano Sipani De Siyum Siddhartha Raja Kumaro Tathewa So Yani Yani Thanusipangcha Kandahati Asa Damang Nadini Sapani Sipani Fakwati Tani Desesi So Vimangsaya Sapani Kichani Ati Watitoa Awahi Itoa Rachanang Kato Ahosi Dạ bà sư con xin hết. Mời con tổ Phạm Tịnh Thảo. Dạ thư sư con xin đọc ạ. Tích bá Vimangsa Tê Khách Tí Giá Văn Sách Phá Đó Quyền Lý Gia Đó Cháu Phú Ma Ra Năng A Quá Hiếp Tùng Ích Chăm Tá Năng Đắc Tha Năng Đó Cháu Phí Tú Nô Trá Đó Cháu Ná Rá Rê Đó Cháu Bá Rí Sa Rá Trá Má Hà Trá Nách Xá Trá Ác Tà Nô Ác Tà Nô Xích Phà Ní Đê Xây Dung Xích Thất Thả Đó Cháu Phú Ma Rồ Tả Thầy Quá Sô Sa Ní Thả mú xích tân trái Chân đá khác thì Ất xã đá má Ất xã đá má Na đi ní Sát ba ní Xích ba ní Thả quả tí Ta ní Đê xí xí Sô vi măng xa giá Vi măng xa giá Sát ba ní Kích cha ní A tí vắt tí tòa A quả hí tí tòa Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Sipa vi mang sa tê khắc tí giá hoàng xá xá pa về ní già ra chá kuma ra năng a quá hít tùm ích chan ta năng Đát Tha Năng Ra Chá Pituno Chá Ra Chá Ná Gá Rê Ra Chá Parisa Giá Chá Má Hà Chá Ná Xá Chá Át Tá Nhô Át Tá Nô Sĩ Pà Ní Đê Sầy Dùng Sĩ Tát Thá Ra Chá Cú Mà Rồ Tá Thê Quá Sô Gia Ní Thá Nú Sĩ Pàn Chá Chăn Đá Ha thi a sa da ma na di ni sap ba ni sip ba ni pha quá tí ta ni de se si so vi mang sa ya sap ba ni kích cha ni a ti quát tí hòa a quát hí di tòa ra chá năng ca tô á hồ sĩ bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, yeah, thưa sư xin đọc. Xích bé huy măng xe. Tê khát tí dế quăng mắt sát xé. Bé huy ní dè. Rè trẻ cú mà rè năng. E quá hí tùm. Ích chăng. Ít chân ta năng, đất thân năng, ra trẻ, bí tu nô chế, ra trẻ ná gá rê, ra trẻ bá rí, xe giá chế, má hà chế, ná xé chế, át tân nô, chíp bà ní, đê xích dùm, chích đất thế, Đất thế rê chê gu mê rô.
Tế thi quế su ye ní. Thế lưu xíp văn chế. Chân đế hát thi. Ất xế đê năng đê măng. Ất xế đê măng đê mê. Đê mê nê đi ní. Xếp bê ní. Xếp bê ní. Phá quân tí. Tê ní đê xí xí. Sô. Quy măng xê dế. Xếp bê ní. Kích chê ní. Ê tí. Ê tí quất tí tòa. À quá hí dí tòa. Rê trần năng kê tô. Ê hô xí. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư con xin đọc. Xíp bá quy măng xa. Tê khá tí giá quang xá xá. Bá quy ní già. Ra chá cú ma ra năng. À quá hí tùm ít chàn ta năng. Đút thà năng ra chá bí tú nô chá. Ra chá na gà ghê. Ra chá bá rí xà giá chá. Má hà chá na ná xá chá. Át tá nô xíp bà ní đề xê dùm. Sĩ ta thá ra chá cú ma rô tá thê quá. Sô gia ní. Thá nú xíp bành chá. Chán đá hát thì. Át xá đá mát nà ní. Đi ní. Sáp bà ní xíp bà ní. Phá quá tí tà ní đề xê xí. Sô quy măng xà giá. Sáp bà ní kích chà ní. Á tí quá tí tòa. À quá hí tòa. Ra chà năng cá tòa hồ xí. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư con xin đọc. Xíp bà quy quy măng xa tê khát tí giá quăng quăng sát xá bá quê ní ra ví giá già già chá cú mà ra năng á quá hi tùng ích chăn tá măng đát thá năng ra chá bí tú nô chá ra chá na gá rê ra chá bá rí xá ra giá chá ma há chá nát xá chá át tá nô át tá nô xíp pa ní đê xê đê xê dùm xít thát thá ra chá cú ma rô tách tá thề quá sô ra sô giá ni ni thá núp xíp bành chá chăn đá hát thi á sát át xá đá măn na đá má na đi ni sắp pa ni xíp pa sắp pa ni xíp pa ni phá quá tí ta ní đê xê xí sô quý măng sa giá sắp pa ní kích chân ní á tí quá tí tòa á quá hí rí tòa ra chá năng cá tô á hồ xí. Dạ thư sư con xin hết ạ. Dạ có câu Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi ạ. Chân ngạch chí bất cứ phân từ thì dễ rồi phải không? Không phải bất cứ bất cứ phân từ. Dạ con tìm được hai từ sư. Dạ, á tí quá tí toa là một. A quá hí dí toa là hai bạch sư. Rồi, hai bậc kia quá thứ bậc từ đó thôi. Dễ hơn. Cái không có kia quá thứ bậc từ thì mình dễ nhìn. Dạ. Anh chỉ cần nhìn vào chữ qua, qua nát hoặc là thu nát. Nhưng mà khi học nguyên khai thì nó khó. Còn cái thế cách hình thành của kia quá phân từ với ngược ăn thì nó sẽ khó hơn nhiều. Tại đó chúng ta sẽ học tìm hiểu thêm. Tới bữa nào tạm bao nhiêu đây. Rồi sau thì chúng ta sẽ học tiếp.
phòng bài tập ha, bài tập của bài chính. Bây giờ thì mời cô Trần Thanh Bích để mình đến được bài tập. Dạ con kính tri ân sư đã. Buổi học đã kết thúc. Chúng con tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Tri ân sư ạ. Dạ kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên ạ. Xin mời cô. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ. Sau đây con đại diện lớp con hồi hướng ạ. Akasa tha cha phum ma tha deva naga mahitika buôn nhân no anu mô đàn tu chi rằng rát khan tu sa sa năng Akasa tha cha phum ma tha deva naga mahitika buôn nhân no anu mô đàn tu chi rằng rát khan tu no garo Akasa tha cha phum ma tha deva naga mahitika buôn nhân no anu mô đàn tu chi rằng rát khan tu nhà ta yo Akasa tha cha phum ma tha deva naga mahitika buôn nhân no anu mô đàn tu chi rằng rát khan tu ba ni no Akasa tha cha phum ma tha deva naga mahitika buôn nhân no anu mô đàn tu chi rằng rát khan tu no sa đà y đàng va ta no buôn nhân a sa vắc kha ya va hằng hồ tu anagate ca lê Sa thú. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con chào toàn thể cả lớp ạ. Mời quý học viên trở lại lớp Pali vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Chúc lớp luôn nhiều sức khỏe và chúc sư luôn nhiều sức khỏe. Chúc Ngọc Trân tri ân sư ạ. Xin cảm ơn cả lớp ạ. Yeah. Chúc cả nhà một đêm an vui. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính chào cô tu nữ cùng cả lớp ạ. Kính chào cả lớp.